Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ bí quyết làm visa Mỹ của công ty Tương Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với bạn Hải Đăng. Bạn vừa mới đậu visa Mỹ, cũng như là sẽ chia sẻ những cái bí quyết làm sao để mà có thể là đạt được visa. Thì chào bạn Hải Đăng. Chào chị. Thì Hải Đăng hãy cho các bạn biết là cái cảm giác của mình như thế nào khi vừa nhận được tấm vé là visa Mỹ. Khi mà nhận được visa Mỹ thì em cũng như gia đình thì cũng rất là vui mừng, con phấn khích khi mà nhận được cái visa này. Vì nó khi có được cái visa thì em sẽ thay đổi được cái tương lai sau này của mình ở đất nước Mỹ. Thì em cảm thấy là thì khi em thông qua bên Mỹ em sẽ học cái chương trình gì? Dạ, khi qua Mỹ thì em sẽ học qua chương trình ngoại trưởng doanh tại cao đẳng tại trường nào? Dạ, tại trường Richmond College. Và tại sao thì Hải Đăng lại chọn cái chuyên ngành này cũng như chọn cái trường này để du học tại Mỹ? Dạ, em thì em muốn khi sau khi em tốt nghiệp xong thì em sẽ về phụ giúp cho gia đình kinh doanh và mở rộng kinh doanh cho ba mẹ. Vậy là gia đình của Hải Đăng hiện tại thì đang kinh doanh như thế nào? Thì Hải Đăng có những cái lời khuyên hay những cái bí quyết nào để có thể là chia sẻ với các bạn khi mà các bạn đang chuẩn bị đi học Mỹ? Dạ, em cũng không có bí quyết gì là gì lắm, nhưng mà các bạn cũng nên là tự tin khi mình khi đi phỏng vấn và chuẩn bị kỹ những cái hồ sơ của mình. Thì Hải Đăng có thể nói chi tiết hơn về cái chuẩn bị kỹ hồ sơ. Dạ, ví dụ như là mình về hồ sơ học vấn, về hồ tài chính. Rồi, Hải Đăng có cảm nhận như thế nào khi mà đăng ký làm hồ sơ đến Tương Đại Dương? Dạ, em thấy các anh chị ở Tương Đại Dương thì rất là nhiệt tình khi mà làm việc với em và chia sẻ những cái kinh nghiệm của các bạn đã đi trước, nên là em cũng cảm thấy phần tự tin phần nào hơn. Thì qua sự chia sẻ của Hải Đăng thì chúng ta có một phần nào đó để có kinh nghiệm để chuẩn bị đi du học Mỹ. Thì để chi tiết hơn các cái kinh nghiệm thì các bạn hãy truy cập ngay website tuongdaiduong.edu.vn vào chuyên mục chia sẻ du học Mỹ để có thêm kinh nghiệm cho buổi phỏng vấn. Công ty Tương Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.